Chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay, cho tới thời điểm này, chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường của chương trình học kỳ 2 rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một đề thi mẫu của cái chương trình giữa học kỳ này các bạn nhé. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ có các phần. Phần thứ nhất là phần người ta yêu cầu mình là chọn những cái từ, chọn những cái từ mà nó có phát âm khác so với những từ còn lại. Thế thì các bạn để ý này, đây là phần mà người ta kiểm tra kỹ năng phát âm của mình. Và một trong những cái lý do mà các bạn, một trong những cái khó khăn đối với các bạn là khi các bạn đối diện với những cái dạng thi như thế này á, thì phần lớn các bạn sẽ bị vướng là đôi lúc mình rất là lẫn lộn cũng một chữ S này, nhưng khi thì phát âm là vân vân. Thì một phần á, để làm được các câu này á, một phần các bạn phải có kiến thức về phát âm là đương nhiên rồi. Một phần các bạn có thêm một vài cái mẹo nữa, một vài cái kỹ năng để chúng ta giải quyết cho các bạn nha. Rồi, đương nhiên kiến thức về phát âm thì nó phải chiếm trên 90%, 90% trên 90% để chúng ta thành công trong các cái dạng thi này. Và các bạn xem câu 1 này, cái chữ đầu tiên là cái chữ because, và cái âm S này á, được phát âm là S. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, cái phương âm B là cái chữ B, phương âm B là busy. Busy cũng là chữ S này, cũng phát âm là tương tự, hai này giống nhau. Rồi, cái phương âm C này, compose. Compose, cái chữ S này cũng được phát âm là, các bạn thấy chưa? Rồi, chỉ duy nhất là phương âm D là cái chữ S này là không được phát âm là như thế này. Không được phát âm là như thế này, mà là chữ S của phương âm D là phát âm là. Đó, các bạn thấy chưa? Measure, measure, đó, measure. Vậy thì chỉ có phương án D là cái chữ đó được phát âm khác nhất. Rất dễ đúng không các bạn? Và là cái kỹ năng phát âm của chúng ta là nó được phát huy lúc này. Rồi, ok. Câu 2 á, là người ta đánh giá vào cái kiến thức về ba cái cách đọc ED này các bạn. Các bạn nhớ ba cách đọc ED. Nếu các bạn không nhớ thì các bạn có thể vào cái tổng hợp này, vào cái video cổng tổng hợp ngữ pháp của học kỳ 1 tiếng Anh lớp 12 của mình này. Đó, trong cái kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh có, các bạn cứ đánh cái chữ tìm kiếm trong cái kênh của mình là nó ra các bạn nha. Đó, thì mặc dù các bạn đang học lớp 10 nhưng mà mình làm về ED á, ba cái trường hợp phát âm so với ED này thì nó có trong cái kiến thức tổng hợp ngữ pháp lớp 12 là các bạn tìm các bạn thấy. Rồi. Vậy thì nếu các bạn không nhớ thì các bạn nhìn đó, còn bây giờ nếu các bạn nhớ thì các bạn nhìn thẳng vô là bạn thấy ngay này. Đó, các bạn thấy cuối âm cuối của nó là âm sh. Cho nên là khi mà thêm ed á, là lúc này ed phát âm là t, t. Các bạn nhớ chưa? Trong trường hợp ed có 3 trường hợp đó, một là i, hai là t, ba là t. Đó, ba cái trường hợp phát âm vậy thì trường hợp này là trường hợp t, với những âm nó đi với cái từ kết thúc bằng âm sh này á. Các bạn nhớ cái câu thần chú của mình chưa? Câu thần chú của mình là thoáng phía kia sao chổi sáng bừng đó, các bạn nhớ rồi. Các bạn xem vô trong này là các bạn sẽ thấy ok, trong cái tổng hợp ngữ pháp này. Rồi, vậy thì ED lúc này được phát âm là t, là established. Ok. ED lúc này được phát âm là d, d, often, often. Rồi, ED lúc này được phát âm là d, d, recognized, recognized. ED lúc này được phát âm là d, endangered, endangered, endangered. Như vậy chỉ có phương án A là khác nhất. ED lúc này được đọc là established. Ok, rồi câu 3 này các bạn. Câu 3 này các bạn nhìn câu 3. Đến lượt câu 3 là sao? Câu 3 là người ta kiểm tra vào cái đuôi in này này. Đó, trong ngữ pháp này có luôn các bạn nha. Đuôi in này á, thì các bạn để ý này, cái chữ nation này á là các bạn phải phát âm là sh. Đó, các bạn nhìn nha. Nation, nation. Ok. Cái câu hỏi, cái chữ câu hỏi này thì chúng ta không đọc là sin này mà phải đọc là chỉnh, 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 chỉnh. Này là cái này là question, question. Các bạn thấy khác biệt chưa? Một cái là sin, một cái là chỉnh, chỉnh, sin, chỉnh, sin, chỉnh. Khác biệt đúng không? Question, đó. Question. Rồi, cái này population,
Station. Đó các bạn thấy chưa? Như vậy chỉ có phương án B là khác nhất. Ok, đó là câu 3. Bây giờ đến câu 4 các bạn. Câu 4 này, câu 4 người ta kiểm tra vào. Này các bạn này, eliminate. Các bạn thấy chưa? Eliminate. Trong khi con voi là elephant. Elephant. Này, in danger. Đó, in. Này, erosion. Đều là e. Chỉ có B là elephant. Các bạn hình dung được rồi, rất dễ đúng không nào? Rồi, bây giờ phần 2 là mã. Phần 2 là mã là người ta kiểm tra mình kỹ năng gì đó. Kỹ năng là dấu nhấn. Đây, dấu nhấn là các bạn để ý này. Dấu nhấn nó rất là quan trọng nè. Nó tương tự với phát âm. Hai cái phần thi này rất quan trọng. Nó thường xuyên xuất hiện trong các thời thi các bạn nha. Trong các thời kiểm, phần kiểm tra nào nó cũng có. Phần lớn nó có. Rồi, nature. Nấy, nhấn âm nấy này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nấy, có dấu sắc này. Mình hướng dẫn các bạn đọc phương âm quốc tế. Nhìn là biết người ta nhấn chỗ này nè. Nature. Rồi, cái này là Power. Tiếp tục là âm đầu này. Có dấu sắc, thấy chưa? Damage. Trong khi Defense, nhấn âm 2. Defense. Rồi, vậy thì chỉ có cái nào là nhấn âm 2. Còn ba âm này, ba chữ này đều nhấn âm đầu. Ok. Rồi, câu 2 này. Favorite, nhấn âm đầu này, thấy chưa? Favorite. Exciting, nhấn âm 2. Exciting, đó, nhấn âm 2. Solemn, nhấn âm đầu. Wonderful, nhấn âm đầu. Vậy thì chỉ có phương án B là nhấn âm 2. Exciting. Ok, rất dễ đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần ba la mã này. Phần ba la mã của các bạn này, các bạn nhìn này. Phần ba la mã là một trong những phần người ta đánh giá vào ngữ pháp của mình. Rồi, các bạn nhìn đây. Đánh giá vào ngữ pháp á, là mình hướng dẫn các bạn. Cái phương án dịch đương nhiên chúng ta phải quan tâm tới. Nhưng không phải lúc nào chúng ta vô là ta dịch liền, đúng không? Gặp những câu mà ta nhìn vô đôi lúc ta không phải dịch, ta vẫn làm được. Nhưng dịch vẫn là quan trọng. Ok, nhưng nó phải là không phải cái đầu tiên, mà cái đầu tiên ta xem cái từ nào nó đi liền với từ nào, vân vân. Sau đó xem những cái từ riêng lẻ nó như thế nào, nó có nằm trong trường hợp này được hay không, vân vân. Tùy, rồi sau đó mình mới dịch nghĩa của câu. Ok, ví dụ câu 1 này. Bạn định làm gì vào buổi chiều muộn này? Rồi, cái bạn này mà trả lời cái gì đó mà cái trò chơi kết thúc thì bạn sẽ đi về, bạn mong đợi cái việc đi về nhà. À, vậy thì nếu chỗ này ta đưa vô cái chữ unless, trừ khi cái trò chơi kết thúc tôi đi về nhà thì không được, chỗ này là đi vào cái mệnh đề, cái câu điều kiện, thì cái unless chỗ này không đặt vô đây là không hợp lý. Rồi in case cũng không hợp lý. In case là trong trường hợp mà là nó, chúng ta phân tích là nó một cái gì nữa, nó giải thích cái gì đó, nó giải thích cho một cái việc gì đó, vân vân. Đó, ví dụ trừ trường hợp là trời mưa tôi sẽ còn không, là tôi sẽ không mang vùi dù, vân vân, vậy thì nó sẽ đi theo hướng giải thích. Còn cái mệnh đề if chỗ này thì càng không thể nữa, nó không có một cái cấu trúc gì hết, nó không có liên quan đến một cấu trúc gì hết, được chưa? Liên quan đến ba cái loại cái mệnh đề if. Vậy thì chỗ này chỉ có là when thôi này các bạn này. Bởi sao? Bạn dự định làm gì vào buổi chiều muộn này? Cái con này bảo ô, khi cái trò chơi này kết thúc thì tôi sẽ về nhà, vậy thôi. Đó, như vậy là một câu giao tiếp rất bình thường mà nó đúng ngữ nghĩa. Ta loại trừ ba cái phương án này, ba phương án này là không hợp lý so với cái phương án D này. Và trong cái thi trắc nghiệm cũng vậy các bạn, để ý nó có một cái phương, có hai phương án sai tỷ lệ, sai rất là sai rõ ràng. Còn hai phương án, một phương án đúng nó gần đúng, còn một phương án đúng hoàn toàn thì ta cố gắng tìm cái phương án đúng hoàn toàn. Và chỉ còn hai phương án, ta loại trừ hai phương án liền. Đó, ví dụ ta để ý này, câu thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn loại trừ ngay hai phương án được liền này nha. Cô ấy đã học hành rất là chăm chỉ cho cái kỳ thi, các bạn hình dung được chưa? Đó, cô ấy đã học hành rất là chăm chỉ cho kỳ thi, vì vậy cô ấy chắc phải đậu cái vượt qua kỳ thi này. Rồi, vậy thì đó là mình hướng dẫn một số bạn vô là dịch liền. Nhưng trong câu này á, nếu các bạn không dịch được á, thì theo mình theo mình chỉ các bạn á, cũng có thể làm đúng câu này, bởi vì ta loại trừ nhá. Ta nhìn thấy này, chỗ này là thiếu động từ này, được chưa? Có từ true này, thì must mà có từ true và có động từ nữa thì không thể được, đúng không các bạn? Must này không thể đi liền true với động từ nữa, là ta loại ngay liền, bỏ ngay liền, đúng chưa? Rồi, had better cũng vậy. Cấu trúc ngữ pháp của had better là không thể có true vào chỗ đây nữa với một động từ liền nữa, loại luôn, đúng không các bạn? Rồi, should loại luôn, bởi vì should không thể true được. Không thể true được should, rồi một động từ nguyên thể nữa không thể true được. Vậy thì chỉ có ought true thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nếu trường hợp các bạn không có dịch được, các bạn nhìn luôn có loại trừ được này, có chọn này. Ok. À, cô ta đã học hành rất là chăm chỉ cho kỳ thi, ắt phải, vì vậy cô ta chắc phải đậu, chắc liền phải đậu vượt qua kỳ thi.
Nó đơn giản vậy thôi các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 3 này các bạn này, nhìn này. Câu 3 là tại sao bạn đang ngồi ở trong bóng tối như thế này? Cái bạn kia trả lời: "Ồ, để nói được rằng là để chúng ta nói rằng là để nói rằng là nếu cái gì, tôi làm cái gì đó thì vào tháng trước thì tôi đã không gì đó." À, như vậy người ta đang đánh giá mình vào cái mệnh đề if, người ta kiểm tra mình vào kỹ năng dùng mệnh đề if. Kỹ năng dùng mệnh đề if của các bạn á thì nó các bạn có mấy kỹ năng nào? Vâng, nó có mấy cái loại các bạn thường được đọc là 3 loại đúng không? Nhưng mà trong cái video về dùng cái ngữ pháp của mình á, các bạn xem các cái tổng hợp ngữ pháp của các lớp á, thì tôi có nói về cái mệnh đề if rất là nhiều. Và bây giờ trong cái bài tập này tôi nó cố gắng nói ngắn gọn con nhất có thể cho các bạn này. Mệnh đề if các bạn dù 3 loại hay 4 loại tùy các bạn, mà các bạn chỉ cần biết nó thế này nè. Một cái là có khả năng ở hiện tại hoặc tương lai. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thật á, có thực ở hiện tại hoặc tương lai đó. Và cái thứ hai là không có thật ở hiện tại. Và cái thứ ba là không có thật ở quá khứ. Vậy thôi, cứ ba cái này mà các bạn bám vào các bạn làm. Một cái là có thật, có khả năng có thật ở hiện tại và tương lai. Một cái là không có thật ở hiện tại và một cái là không có thật ở quá khứ. Vậy thì hai cái không có thật, một cái là ở hiện tại, một cái ở quá khứ, cùng với đó là hai cái đó với một cái có khả năng có ở hiện tại, thì mỗi cái nó đều có công thức của nó. Bạn nào mà quên công thức các bạn xem lại mình if ba loại đó nha. Rồi, vậy thì nếu chúng ta xem nếu nó ở quá khứ này, bạn nhìn thấy quá khứ chưa? Dấu hiệu thì quá khứ chưa? Vậy thì lúc này ta chỉ quan tâm đến loại 2 và loại 3 thôi. Cái loại có không có thật ở hiện tại và không có thật ở quá khứ thôi. Lúc này ta chỉ quan tâm hai loại này thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì ta xem thử nếu nó có một dấu hiệu nữa không? À, vậy là ta cần làm cái chỗ này. À, nào, bây giờ thì tôi ngồi trong bóng tối. À, vậy thì sao? Vậy thì lúc này là nó ta ngờ, ta đoán xem thử nó có cấu trúc của nó có công thức của mệnh đề if không có thật ở hiện tại không nha. Nhìn đây, không có thật ở hiện tại này. À, hai câu này giống nhau rồi. À, hai câu này, chỗ này là hat, câu đơn này là hat pad nha các bạn. Có từ hat nữa mà tôi in lộn nha các bạn nha, tôi viết lộn nha. Rồi, câu A này, câu A các bạn nhìn nè, câu A là nó đúng công thức của cái mệnh của không có thật ở hiện tại chưa? Đây ở quá khứ này. Đây các bạn thấy quá khứ chưa? Đây là ta giả định nha, ta chưa đưa vào nha. Đây quá khứ này, được chưa? Mệnh đề if này, mệnh đề if ở quá khứ này. Đó, thì mệnh đề chính ở would cộng với động từ nguyên mẫu be này. Các bạn nhìn hình dung được chưa? Vậy thì would, nếu có phụ đề nào thêm nốt vào, đơn giản rồi. Would cộng với động từ nguyên mẫu là và mà mệnh đề if là ở quá khứ thì nó là mệnh đề if ở dạng 2 không có thật ở hiện tại đó các bạn. Đây là một cái không có thật ở hiện tại này. Đó, mệnh đề if ở dạng không có thật hiện tại này. Còn cái này là không có thật trong quá khứ này. Các bạn nhớ chưa? Nhớ cấu trúc của nó chưa? Xem lại các video của mình nha. Đó, không, một cái là không có thật hiện tại, một cái không có thật trong quá khứ. Còn hai cái này không có ra cấu trúc nào hết, ta loại luôn, ta không quan tâm nữa, được chưa? Đó, rồi một cái không có thật hiện tại, một cái không có thật trong quá khứ. Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào dịch nghĩa. Ta xem ta chọn cái nào giữa cái không có thật ở hiện tại với cái không có thật trong quá khứ. Tại sao bạn ngồi trong bóng tối vậy? Để nói được rằng nếu vào tháng trước tôi trả cái hóa đơn tiền điện của tôi đi thì bây giờ tôi đã không ngồi trong bóng tối rồi. Có nghĩa bây giờ tôi đã không bị cúp mất điện rồi. À, như vậy là không có thật trong hiện tại. Nếu tôi trả tiền điện thì tôi đã không có ngồi trong bóng tối rồi. Vậy thì hiện tại anh ta có ngồi trong bóng tối không? Có, đúng không? Vậy thì bây giờ mà ta giả định ta trả tiền điện rồi thì anh ta sẽ không ngồi trong bóng tối. Thế thì lúc này ta cho phép ta dùng mệnh đề if ở dạng không có thật ở hiện tại. Các bạn thấy chữ nào chưa? Rồi, vậy thì lúc này ta chọn A. Vậy thôi, rất dễ các bạn nha. À, cứ thế mà làm. Các bạn nếu mà không rõ nữa, các bạn cứ xem các video về tổng hợp ngữ pháp mình là các bạn hiểu ngay hết là. Rồi, bây giờ câu 4 này. Trong số 6 người trong cái chuyến bay đó, khi nó bị va chạm thì chỉ duy nhất một người bị sống sót, một người được sống sót. Thì lúc này tất cả này, sống này, tồn tại này, bị thương này, sống sót này, ta chọn D thôi. Chỗ này sống thì nó chung chung quá, không liên quan gì đến cái vụ tai nạn máy bay. Có chỗ này tồn tại thì nó càng chung chung nữa, chỉ có chỗ này là sống sót thôi. Sống sót. Trong số người 6 người trong máy bay khi nó va chạm á thì chỉ có một người được sống sót. Ok. Rồi, câu 5 này các bạn. Câu 5 này. Cô ấy đã giấu món quà để cho đứa trẻ không đưa cho những đứa trẻ không tìm thấy. Vậy thì để cho là gì? So that. Rồi sau đó là một cái mệnh đề. Mệnh đề là sao? Có chủ ngữ, có động từ đàng hoàng. Ok, so that, có mệnh đề đàng hoàng. À, vậy thì
Tại sao ta loại được ở đây? In order to là phải là một cái cụm từ hoặc cái gì đó, mà cái này cả mệnh đề thì không được, loại cái này không được, là for này càng loại càng sai, vì not và này không ra gì hết, được chưa? Rồi gì đó, in order that, chưa? Rồi chỗ này nó not to cũng không ra gì hết. Hai cái này ta loại, còn cái này nó phải là một cái cụm từ nhưng nó lại là một mệnh đề ta loại luôn, chỉ còn show that này, để này các bạn nhá. Rồi cô ấy giấu món quà để những đứa trẻ không thể tìm thấy nó. Ok, rồi bây giờ chúng ta chuyển sang câu 6 này. Tiếp tục một mệnh đề if nữa này. Rồi các bạn nhá, một mệnh đề if và thấy view là mệnh đề chính này, mệnh đề chính này, thấy chưa? Mệnh đề if là tới đây, mệnh đề chính này. Khi mệnh đề chính ta nhìn thấy view rồi, rồi ta không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, chọn ngay loại một liền. Ok, rồi loại một, vậy thì tất cả này đều động từ loại một. Ok rồi, vậy thì nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng triệt để, có nghĩa là dùng quá đó, dùng hết luôn á những cái nguồn tài nguyên của thế giới ngay tại cái tỷ lệ này, có nghĩa là ta dùng một cách rất cạn kiệt á, ta khai thác triệt để đó, thì chúng ta sẽ sớm không còn một tí nguồn tài nguyên đó. Thì chỉ có cái dùng use up này nó là dùng triệt để, dùng cạn kiệt đó, khai thác quá mức luôn á, vâng, chỉ dùng từ này thôi. Ok, rất dễ ha, cái này là phá hủy, cái này là vứt đi, cái này là hoàn thành, chỉ có cái này là hợp lý nhất. Rồi bây giờ này, câu 7 này các bạn nè, hãy nói cho tôi, chỗ này chắc chắn là gì mà cho sự vắng mặt của bạn ngày hôm qua. À, hãy nói cho tôi lý do cho sự vắng mặt của bạn ngày hôm qua. Rồi, vậy thì ta xem phương án nào hợp lý. Đây cũng lý do, đây là mục đích, đây cũng lý do, đây kết quả. Vậy chỉ loại hai này, chỉ còn hai cái này. Vậy thì chúng ta xem lý do này là một lý do rất là cơ bản, bình thường. Còn cái này giống như là động cơ những cái gì đó sâu xa đó, thì trong trường hợp này nó không hợp lý, ta chỉ chọn cái này thôi. Ok, vậy thôi các bạn nha. Rồi, câu 8 này. Tôi thích nhạc pop. Rồi. Nó giúp tôi thư giãn. À, bởi vì nó giúp tôi thư giãn. Due to loại này. Loại, bởi vì due to là nó không phải là một mệnh đề. Phía sau nó không phải mệnh đề. Loại, although, tôi thích nhạc pop. Mặc dù nó giúp tôi thư giãn, loại luôn. Nó trái nghĩa không được. Rồi, because of, loại luôn. Bởi vì because of này sau đó là một cụm từ, chứ nó không phải là một mệnh đề. Các bạn thấy chưa? Đây là một mệnh đề có chủ ngữ, có động từ này. Thấy chưa? Rồi, và chỉ còn cái này là hợp lý nhất. Sau because này nó là một mệnh đề. Vậy thôi, rất dễ đúng không các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã hết cái phần 3 cho, xin lỗi các bạn. Rồi, chúng ta làm 3 phần, bài này có 6 phần đúng không? Thôi tôi cố gắng giải đề mẫu này trong vòng 2 phần các bạn nhé, trong 2 video nhé. Bây giờ về mặt kỹ thuật thì đến gần 18 phút rồi, thì chúng ta tạm dừng chỗ này để chúng ta sang cái phần 2 để trong vài phút nữa nha các bạn nha. Phần 2 là bắt đầu từ 4 la mã đó. Rồi bây giờ chào các bạn, chúc các bạn, cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe, và hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta tiếp tục phần 2, phần cuối của phần đề thi mẫu hôm nay. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta ngày càng phát triển nha các bạn nha.